đề xuất thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh ngày 27 tháng 12 hàng năm của Việt Nam đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua tại phiên họp ngày 7 tháng 12. Theo đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua bằng đồng thuận nghị quyết ARES 7527 về việc thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh theo thông cáo của Bộ, của Bộ Ngoại giao. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây thiệt hại về người và các tác động chưa từng có tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia, đề xuất của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nước thành viên Liên hợp quốc. Ngày 27 tháng 12 được chọn làm ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh do đây là ngày sinh của nhà bác học Louis Pasteur, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho y tế phòng ngừa.